chào chào các bạn. Hôm nay ngày 26 tháng 4 2019 nha các bạn. Bắt đầu chuẩn bị ngày nghỉ lễ rồi. 7 28 là chuẩn bị ngày nghỉ lễ mấy ngày, 5 ngày luôn. Đây là rất là đông du khách tắm biển ở đây là biển Chí Linh, Vũng Tàu nha các bạn. Đó, rất là đông nha. Chiều nay giờ này ánh mặt trời lặn mắt các bạn, có ít mây nên cũng khá là mát mẻ. Chiều mùa này ra tắm biển rất là mát nha các bạn, gió rất là mát, gió biển. Bữa nay thì Tim đi ra khu vực ở cái biển Chí Linh chứ không có ra khu vực ở bãi sau Vũng Tàu, mà biển này thì tắm cũng khá là đông người.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Đã cùng ngắm biển Vũng Tàu ngày hôm nay các bạn.